Tập 26. Hoàng ca, mỗi thấy chuyện này huynh không nên tuyệt tình như vậy. Nhà họ Giải đối với chúng ta ân trọng như núi, chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy chúng ta hà tất làm khó dễ thông gia chứ. Đó mà là chuyện nhỏ sao? Muội có biết không, đây là một tội lớn không thể tha thứ được. Cho dù có phạm phải bất cứ dương pháp nào thì cũng không thể làm liên lụy đến con của huynh ấy. Hơn nữa hôn sự này là do thái tổ hoàng đế khâm định. Trước khác bây giờ khác. Nếu sự việc này lớn sẽ bị tru di cổ tộc đó. Không được, phải hủy bỏ hôn sự này mới được. Cha, những lời cha mẹ nói con đã nghe hết rồi. Về chuyện hôn sự, Quỳ Nhi cương quyết không có đồng ý đâu. Giả lại, hôn sự với hoàng thượng ban mà cha của Lượng ca cũng đã từng giúp đỡ chúng ta nhiều lần. Chúng ta không thể làm như vậy. Cha như vậy là vong ơn bội nghĩa. Cha như vậy là vong ơn bội nghĩa. Cha có biết không? Không lâu. Con thì biết cái gì? Muốn đưa cả nhà xuống địa ngục sao? Xuống địa ngục thì xuống chứ. Con dám cãi lời cha, cha đánh chết con đó. Đừng mà, đừng mà. Con đánh chết con cũng không đồng ý. Đánh ra. Quan ca, đừng mà. Đánh chết người này. Sao huynh lại làm như vậy chứ? Nè, mời ngồi, đa tạ. Đã nhiều năm rồi, ông có dám khẳng định Ni cô tên Tuệ Tịnh chính là Tào Trinh, con gái của Tào Nguyên không? Hoàn toàn chính xác, chính là cổ. Được, đây là một cơ hội rất tốt. Đúng, hãy lợi dụng cái cớ dạy tấn tư thâu cùng con gái của phản tặc, đưa hắn vào chỗ chết. Tôi biết rồi, nhưng mà chỉ sợ sợ dạy tấn thông minh nhiều kế, e rằng có bổn dương làm chủ cho, ông không cần sợ. Dạ, hạ quan biết rồi. Bổn dương sẽ bẩm báo với phụ hoàng ngay. Tảo triều sáng mai hãy đưa dạy tấn và Tào Trinh đến đại điện. Còn về việc dạy tấn, dùng lời nói để biện minh cho hành động của mình, đến lúc đó thì phải nhờ vào ông. Có Dương gia đứng sau lưng của hạ quan thì Ngô quan không sợ gì hết. Giải tội thần Giải Tấn và con gái của khâm phạm Tào Trinh lên điện. Thần Giải Tấn khấu kiến hoàng thượng. Tiểu ni Tuệ Tình khấu kiến hoàng thượng. Giải Tấn, người biết tội mình không? Thần Giải Tấn luôn làm tròn trách nhiệm, không biết đã phạm phải tội gì. Ngươi thật to gan, chỉ giữ con gái khâm phạm dám nói vô tội. Hạ thần xin hỏi vị hoàng tử, Giải Tấn đã che giấu con gái của khâm phạm nào đây? Giải Tấn, ta hỏi ngươi, Tào Nguyên là ai? Tào Nguyên là một kẻ phản quốc, ai mà không biết được. Vậy ngươi có biết Tào Trinh, người quỳ bên cạnh ngươi, chính là con gái của Tào Nguyên không? Tăng ni này có pháp danh Tuệ Tịnh, tuy do Tào Nguyên sinh ra nhưng không phải là con gái ông ấy. Sao lại như vậy? Sự thật là như vậy. Được, chỉ bổn dương sẽ nghe những lời nói quái gở của ngươi. Sự việc này ở huyện Cát Thủy, quê nhà của Tào Nguyên, mọi người đều biết. Con gái lớn của ông ấy Tào Trinh vì kháng hôn mà nhảy sông tự tử. Như vậy
con gái của Tào Nguyên Tào Trinh đã chết rồi. Sau đó được người ta cứu sống, đã xuất gia rồi. Sở dĩ cô ấy làm vậy là muốn cắt đứt mọi tình thân nơi phàm tục để trở thành đệ tử của Phật môn. Xin hỏi Hoàng thượng, như vậy có còn coi là con gái của Tào Nguyên hay không? Khải tấu Hoàng thượng, Hạ Quan cũng là người cắt thủy. 13 năm trước đây, quả thật có lời đồn là Tào Trinh nhảy sông tự vẫn, nhưng trên thực tế là bị Giải Tấn dụ dỗ dẫn đi nơi khác. 5 năm trước, tại Thanh Nguyên Am lại xảy ra chuyện Tào Nguyên bắt được Giải Tấn và Tào Trinh, hai người đang hẹn hò với nhau. Bây giờ Tào Trinh lại hóa trang thành tăng ni hẹn hò với Giải Tấn, mong Hoàng thượng minh xét. Giải Tấn ơi Giải Tấn, thì ra là vậy. Bây giờ chứng cớ rành rành, dù ngươi có biện minh cách mấy cũng vô dụng thôi. Tào Trinh, ai cũng nói người xuất gia đều biết bói toán. Nếu như ngươi có thể cho trẫm biết Hoàng Điệt Chu Doãn Văn đang ở đâu, trẫm sẽ cho người lấy công chuộc tội, thấy sao? Bẩm Hoàng thượng, nếu như Hoàng thượng cho phép tiểu ni bác bỏ lời nói của Ngô Quan, thì việc Kiến Văn Đế ở đâu không cần nói cũng biết. Được, vậy trẫm nghe lời biện minh của ngươi, nói. Tạ Hoàng thượng ân chuẩn. Ngô Quan và tiểu ni vốn là huynh muội nhà gì, Tào Nguyên chính là dượng của Ngô Quan. Vào năm Ngô Quan thi đậu tiến sĩ, Ngô Quan và cha của tiểu ni thông đồng với nhau, ép tiểu ni làm vợ của Ngô Quan, nên tiểu ni phải nhảy sông tự vẫn. Vụ án nhân mạng này phải tính sau đây. Sao Ngô đại nhân lại làm chuyện vô lương tâm tới như vậy chứ? Ngày thường nhìn rất đàng hoàng, thiệt là không ngờ. Sau đó tiểu ni may mắn được lão nghệ nhân cứu giúp, nhận làm nghĩa phụ. Hai người nương tựa vào nhau đi đến kinh thành, tình cờ gặp lại Giải Tấn. Tiểu ni từng ở nhà của đại thần Dương Quốc Dụng. Dương Ái Khanh, có chuyện này không? Bẩm Hoàng thượng, có, quả thật có chuyện này. Lúc đó Thái Tổ Hoàng đế bị gian tế giác nghĩa mê hoặc, sát hại công thần. Giải Tấn có lòng lo cho nước, không những đã viết những lời ca để khuyên răn Thái Tổ Hoàng đế, mà còn chỉ dẫn nghĩa phụ đến Tướng Quốc Tự lấy trộm văn thư thông địch của giác nghĩa. Tên gian tế đã bị chém đầu, nhiều công thần đã được tha. Vậy thì đâu có tội tình gì. Phải đó, là có công giữ nước mà. Phải đó, vậy đâu có tội đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, làm sao có tội được. Vậy là công thần chứ còn gì nữa. Chính vào thời điểm đó, Tào Nguyên và Ngô Quan hai người suốt ngày lập ngôn muốn Thái Tổ Hoàng đế phong Kiến Văn Hoàng đế làm hoàng thái tử, và phong muội muội của tiểu ni Tào Uyển làm hoàng thái tử phi, mượn cớ đầy Giải Tấn đến Hà Châu. Còn Ngô Quan thì lấy thân phận là biểu ca của quý phi nương nương đã trở thành đại thần trong triều. Từ đó về sau, hai dượng cháu họ cùng hưởng vinh hoa, sống vô liêm sỉ. Tâm địa độc ác, âm mưu là âm mưu. Cho đến khi Tịnh Nam quân của Hoàng thượng đến kinh thành, thì âm mưu xoán ngôi của Tào Nguyên và những hành vi của Ngô Quan, văn võ trong triều mọi người đều biết. Những lời tiểu ni vừa nói, Hoàng thượng có thể suy xét, nhân chứng vật chứng đều có. Xin hỏi, tung tích của Kiến Văn Đế nên hỏi tiểu ni hay hỏi Ngô Quan đây? Chẳng phải không cần nói cũng tự biết sao? Xin Hoàng thượng minh xét. Hoàng thượng, cô ta nói bậy, Hoàng thượng đừng tin lời cổ. Tiểu ni to gan, phát ngôn 17, dám vu khống đại thần trong triều, có biết tội gì không?
Giải Tân, người có ý kiến gì về chuyện này không? Bẩm hoàng thượng, về chuyện nói Giải Tấn dụ dỗ Tào tiểu thư bỏ nhà ra đi hoàn toàn không đúng sự thật. Lúc đó Giải Tấn đang tận hưởng niềm vui tân hôn, chưa hề rời khỏi thê tử nửa bước. Còn Tào Trinh thì đang ở nơi khuê cát, sao có thể dụ dỗ được chứ? Ngô đại nhân dám ở trước mặt hoàng thượng bịa ra chuyện này hãm hại người khác, không biết hoàng thượng Thiên Tuế và các vị đồng liêu định đoạt ra sao đây. Phu hoàng, về chuyện Tào Trinh bỏ nhà ra đi và chuyện có dính líu tới Tào Quyên tạm thời tính sao, nhưng mà về chuyện làm tiết lộ cơ mật phải xử lý ra sao? Thiên Tuế, về chuyện nói thần tiết lộ cơ mật, thần thật sự không thể nào hiểu nổi. Hoàng thượng căn dặn thần tử phối thơ chỉ là chuyện bình thường, nhưng mà không hiểu tại sao chuyện này lại bỏ qua. Giải Tấn, cái gì gọi là bỏ qua? Hôm qua chính miệng của huynh đã nói với tôi, phu hoàng, xưa nay Giải Tấn luôn là người chính nhân quân tử, vậy mà về chuyện Giải Tấn và Tào Trinh hai người có tình cảm nam nữ mờ ám nhiều năm về trước, hai người họ vẫn chưa chịu thừa nhận. Vương triều Đại Minh xưa nay lấy lễ nghĩa trị quốc, thân là đại thần trong triều, Giải Tấn là người dâm loạn như vậy, phải xử lý ra sao đi? Hoàng thượng, chuyện này hãy để cho Tuệ Tịnh trình tấu. Được, tấu đi. Nhà của Tiểu Ni và Giải Tấn ở cạnh nhau, tuy thân phận có khác biệt, nhưng từ nhỏ hai chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng học thư sách. Trong lòng Tiểu Ni lúc nào cũng nhớ đến Tấn ca, rất mong suốt đời có thể chung sống bên nhau. Cuối cùng, khi hay tin Tấn ca thành hôn với Thúy Liên, trong lòng Tiểu Ni rất đau buồn, lại còn gặp phải chuyện phụ thân ép hôn, nên chỉ còn cách nhảy sông tự vẫn. Từ khi được nghĩa phụ cứu mạng, Tiểu Ni lập chí yêu Tấn ca mãi mãi. Chỉ cần trên đời này còn Tấn ca và còn nghe được những lời thơ của Tấn ca thì Tiểu Ni sẽ không thấy cô đơn. Trong lòng Tiểu Ni nghĩ, tại sao trên đời này tình cảm nam nữ ngoài chuyện vợ chồng ân ái và lén lút với nhau thì không thể có những tình cảm khác hay sao? Chính vì Tiểu Ni nghĩ như vậy nên mới nhiều lần tìm Tấn ca, mới có cơ hội gạt bỏ những buồn lo cho Tấn ca. Nếu như Tấn ca vì chuyện yêu thầm của Tiểu Ni mà gây ra nhiều dư luận và những tội danh không có, thì đó là tội lỗi của Tiểu Ni. Hôm nay Tiểu Ni có thể ở trên đại điện của hoàng thượng, ở trước mặt bá quan, kể ra chuyện thầm kín của mình hơn 20 năm qua, để cho mọi người trong thiên hạ biết được mối tình của cô gái yếu đuối này, thì suốt đời của Tiểu Ni cũng đã mãn nguyện. Tiểu Ni không đòi hỏi điều gì. Tiểu Ni muốn dục báo của mình để rửa sạch những vết nhơ mà Tấn ca bị người khác bôi nhọ. Hãy để cho muội kêu huynh một tiếng Tấn ca lần cuối. Huynh bảo trọng. Trinh muội à, trời ơi, Trinh muội,